Chào mừng các anh chị đã quay trở lại kênh. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu các anh chị một căn nhà có diện tích ngang 5m, dài 21m hướng Đông Nam. Và trong sân có thể đậu được một chiếc xe hơi giống nhà hàng xóm như vậy đây. Căn nhà của chúng ta ở vị trí cách khu đô thị 5 sao khoảng 5 phút, nằm cách chợ Bình Chánh khoảng 3 cây số các anh chị. Đây là một cái dự án cũng như là một cái khu dân cư mới và giá còn rất là rẻ các anh chị. Một trệt một lầu hướng Đông Nam 5x21, giá đầy đủ là 1.950.000.000 và có hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 1 tỷ các anh chị. Vì thế các anh chị chỉ cần 950.000.000 là mình có thể sở hữu căn nhà này, và mình còn lại mình vay mượn ngân hàng các anh chị nha, với lãi suất hiện tại thì khá ưu đãi cho những người đi mua nhà. Đây là từ bên trong mình nhìn ra ngoài, căn nhà này khá là đẹp các anh chị. Diện tích khá là lý tưởng và hướng là hướng Đông Nam, rất là mát luôn. Có cái sân chúng ta có thể đậu một chiếc xe hơi 4 chỗ vô tư luôn như của hàng xóm. Nhà của chúng ta gồm một trệt một lầu ha, một thiết kế khá là hiện đại. Sân thì có thể đậu xe hơi, đường trước nhà của chúng ta là đường nhựa, đường chạy nhựa 8m, lề đường là 3m luôn. Và khu này thì rất là yên tĩnh. Nhà hàng xóm này có một cái chiếc xe hơi đậu trong sân rồi, mình có thể vô tư đậu chiếc xe hơi nữa trong sân của nhà chúng ta này. Sân nhà trước nhà là 4,5m các anh chị ha, rất là thoải mái luôn. Chiều ngang của căn nhà là 5m, chiều dài là 21m, gồm một trệt một lầu các anh chị nha. Nhà cũng khá là đẹp. Hướng Đông Nam, cách chợ Bình Chánh thì khoảng tầm 3 cây số đi theo trục đường Đinh Đức Thiện. Qua khu đô thị 5 sao là mình sẽ tới căn nhà này. Sân trước nhà của chúng ta là 4,5m ha, và đây là phòng khách của căn nhà. Phòng ngách của chúng ta có chiều dài khoảng 3m. Căn nhà này thuộc hướng Đông Nam, một cái hướng khá là mát các anh chị. Giá đầy đủ của căn nhà này là 1.950.000.000, trong đó thì mình có thể hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 1 tỷ, và pháp lý thì mình đã có sổ hồng riêng rất là rõ ràng rồi. Đường trước nhà thì là mặt tiền, xe hơi thì đậu trong nhà luôn các chị. Đó, một cái căn nhà này rất là khó tìm với cái giá hiện tại cái gì nha. Nằm kế bên khu đô thị 5 sao luôn. Và ở khu đô thị 5 sao thì các anh chị mua nhà gần tới 4 tỷ mình mới mua được một cái căn nhà 5-20 ha. Còn ở đây thì chúng ta nằm ở kế bên. Kế bên giá rất là rẻ luôn. Một cái giá rẻ chỉ bằng 1/3 những căn nhà trong khu đô thị 5 sao. Căn nhà này mình cũng có một cái nhà, cũng có một cái phòng ngủ ở bên dưới này, tầng trệt dành cho những người lớn tuổi. Đây căn phòng ngủ này, ngang 3m, dài 3m. Căn này thì căn phòng ngủ này khá là thuận tiện cho những bậc ông bà cha mẹ lớn tuổi. Mình có thể ở đây và không phải leo trèo cầu thang. Đằng sau của căn phòng này là khu vực bếp và sân sau các chị. Nhà của chúng ta là hướng Đông Nam nha, và cách chợ Bình Chánh khoảng 3 cây, nằm kế bên khu đô thị 5 sao luôn. Đây là không gian bếp. Gian bếp thì cũng có chiều dài khoảng 3m, chiều rộng của căn nhà là 5m. Không gian bếp của chúng ta này khá là thoải mái, mình có thể để tủ lạnh lớn ở đây vô tư luôn. Căn nhà này hoàn toàn mới và chưa có ai ở luôn anh chị. Tiếp theo là không gian của sân sau. Sân sau giếng trời này của chúng ta có chiều rộng là 5m, chiều dài của chúng ta là 3m các anh chị. Có một cái nhà vệ sinh ở bên trong, rất là thoáng luôn các chị. Khu vực này mình có sân sau này rất là thoáng, nhà không có san sát nhau và mình có không khí lưu thông trong nhà rất là tốt cho căn nhà. Nhà vệ sinh ở tầng trệt, chúng ta có thể
dùng cho phòng ngủ ở dưới, và khi mà khách hàng tới chơi ở nhà thì chúng ta có thể sử dụng cái nhà vệ sinh này nha. Nhà của chúng ta là có hướng đông nam, diện tích là 5m, dài 21m, đã có sổ hồng riêng được công nhận đầy đủ luôn, nằm trong một cái khu dân cư kế bên khu đô thị 5 sao, và giá đầy đủ của căn nhà này là 1.950.000.000. Ở video bên em thì nói giá rất là rõ ràng, còn những video một số kênh khác thì người ta chỉ nói giá 30% thôi các anh chị. Cho nên các anh chị thấy là nhiều căn nhà thấy giá là rất rẻ, tuy nhiên khi mà xuống thì chúng ta mới ngỡ ngàng giá của nó là rất là cao luôn các chị. Đây thì chúng ta nói giá rõ ràng để các anh chị có thể tài chính có thể mua được hay không tùy các anh chị ha. Nhưng các anh chị hãy xem những cái kênh có nói rõ giá rất là rõ ràng thì mình thấy là cái giá thực tế các chị nha. Còn nhiều người coi trên mạng giá có mấy trăm triệu và so sánh là nhà, những căn nhà chỉ có mấy trăm triệu mà diện tích 5x20. Dạ, thưa các anh chị là những cái căn nhà đó là không có. Tại vì diện tích 5x20 mình xây dựng lên là đã gần 1 tỷ rồi các anh chị. Nên là không có giá đó đâu. Căn này giá đầy đủ luôn là 1.950.000.000 các anh chị nha. Và đó là giá đầy đủ chúng ta sở hữu lâu dài, không phải là giá ảo đâu các anh chị. Căn nhà này thì diện tích là ngang 5m, dài 21m, hướng đông nam, cách chợ Bình Chánh theo đường Đinh Đức Thiện là khoảng 3 cây số, kế bên khu đô thị 5 sao Five Star Eco City các anh chị nha. Ở trên đây thì chúng ta có 3 phòng ngủ ha, và một nhà vệ sinh nằm bên ngoài. Đây là phòng ngủ thứ nhất của tầng trệt. Nhà của chúng ta thì có thể đậu xe hơi trong sân nhà thoải mái luôn các chị. Đây là phòng ngủ thứ nhất trên tầng trệt, tầng 1 của căn nhà các chị. Hiện tại thì cái căn 5x20 này có giá dưới 2 tỷ khá là khó tìm đúng không chị? Ở khu vực khu đô thị 5 sao, khu Bình Chánh. Từ đây ra chợ Bình Chánh thì khoảng tầm 7 phút, về Bình Tân khoảng 15 phút, về Bến Thành khoảng 30 phút. Đi theo trục đường quốc lộ 1A, Võ Văn Kiệt hay là về Nguyễn Văn Linh đều cũng rất là gần. Đây có một cái nhà vệ sinh bên ngoài mình dùng chung cho 3 phòng ngủ nha. Phòng nào dùng cũng được, rất là thuận tiện. Có cửa sổ giúp cho lưu thông không khí cũng như là khử mùi khá là tốt. Nhà của chúng ta là hướng đông nam. Đó, anh chị nào mà thích hướng đông nam thì có thể chọn căn nhà này. Giá đầy đủ là 1.950.000.000. Đây là cái phòng ngủ thứ hai trên tầng 1 này. Có cửa sổ hướng ra phía sau. Cửa sổ này thì sẽ thông với lại cái giếng trời đằng sau. Căn nhà của chúng ta có 4 phòng ngủ ha. Hồi nãy các anh chị đã xem một cái phòng ngủ ở dưới tầng trệt. Và trên này mình có 3 phòng nữa. Đây, cửa sổ này sẽ thông với lại giếng trời. Không khí được lưu thông khá là thuận tiện. Những cái cửa này thì là cửa nhôm, khung nhôm. Ở trên tầng 1 của căn nhà chúng ta có 3 phòng ngủ. Đây là cái căn phòng ngủ thứ 3. Căn này nằm ở đằng trước. Căn này khá là lớn, phòng ngủ này khá là lớn nha các chị, có cửa sổ này. Nhà của chúng ta thì có sổ hồng riêng và nhà mặt tiền, xe hơi thì đậu được trong sân luôn, cách khu đô thị 5 sao khoảng chừng 5 phút ha, và ra chợ Bình Chánh chừng khoảng 10 phút. Đây là ban công trước nhà các chị, rộng khoảng tầm 1,5 m. Dân cư xung quanh thì rất là đông đúc rồi. Và nếu các anh chị có nhu cầu về căn nhà này, hãy liên hệ số điện thoại để được đi xem.
và giá cả ở đây là giá đầy đủ luôn các anh chị nha. Cảm ơn các anh chị hãy đã theo dõi, nhớ like, share rất nhiều cho kênh của em và để chia sẻ tới nhiều người hơn. Các anh chị có thể nhấn vào nút xem thêm hoặc đăng ký kênh để mình theo dõi những bất động sản sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.